Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Vào ngày 20 tháng 7 mình có video là hướng dẫn các bạn nhận chín token cheat. Thì hiện tại token cheat này đã phân phối các bạn và hiện tại đã list sàn WhichCat rồi các bạn. Thì để bán được con này thì các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình ra nè các bạn. Rồi các bạn copy cái link sàn dưới phần link mô tả của mình nha các bạn. Các bạn chọn ví Matic Manet nè. Các bạn nhấp vào các bạn trình duyệt nè. Các bạn dán lên sàn WhichCat về đây nha các bạn. Rồi các bạn chọn đây. Rồi các bạn dán con chắc của cái đồng token chip dưới phần link mô tả mình có để cho các bạn luôn nha các bạn. Rồi bạn bấm vào ADD các bạn áp vào nè. Rồi các bạn bấm match nè. Mình đã nhận được 9 token nè các bạn. Rồi tờ mới sụp tờ nãy lên 5 token giờ xuống còn 3. Để mình chạy một xíu các bạn. Nhảy lên 5 mình sẽ xả các bạn. Xả nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào approve thì các bạn tốn một chút phí mạng Matic nha các bạn. Rồi các bạn bấm swap. Rồi hiện tại sụp nữa. Vì hồi nãy mình lên sắp sửa swap là gần 6 đô, 5-6 đô. Rồi mình đang làm cái video sụp xuống còn 2 đô 9 nên mình không thể làm, không swap luôn, bỏ đó luôn nha các bạn. Rồi, vậy video mình thông báo cho các bạn đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.